Xin chào các bạn, tôi là Sơn Đào và cái kênh YouTube này được sinh ra để chia sẻ về cái cách chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống tự do và hạnh phúc. Và nó sẽ xuất phát từ một cái góc độ rất là quan trọng trong cuộc sống, đó là tự do tài chính. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cái góc nhìn của tôi về tự do tài chính đứng dưới cái góc độ của chủ nghĩa khắc kỷ. Và thực ra là chủ nghĩa khắc kỷ đã là một cái chủ nghĩa sống rất là quan trọng và thực ra là rất là nên, rất là đáng làm. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và xem là chúng ta có thể áp dụng được cái chủ nghĩa khắc kỷ này vào trong cái cách để chúng ta xây dựng một cuộc sống tự do tài chính như thế nào nhé. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đi từ cái định nghĩa của chủ nghĩa khắc kỷ. Thế thì chủ nghĩa khắc kỷ cho rằng ấy, con đường đi tới hạnh phúc của chúng ta sẽ được tìm ra thông qua việc chấp nhận mọi thứ đang diễn ra, không cho phép bản thân bị kiểm soát bởi những khao khát được thỏa mãn hoặc sợ hãi trước những đớn đau, thông qua việc sử dụng trí óc của mình để hiểu thế giới này và làm những phần việc mình cần làm để đóng góp cho kế hoạch mà tự nhiên đã vạch ra sẵn, và thông qua việc cùng làm việc đối xử với những người khác một cách công bằng, bất thiên vị. Thế thì tôi nghĩ rằng là đây là một cách sống rất là đúng, khi mà cái cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhìn lại một cái sự thật của thế giới. Sự thật của thế giới thì qua quá trình mà chúng ta phát triển, chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra được một số thứ. Có thể là khi mà chúng ta lớn lên, chúng ta có một số cái định nghĩa về thế giới, chúng ta có một số cái chúng ta đã có sẵn trong bản năng. Tuy nhiên là càng lớn lên, chúng ta sẽ càng nhận ra là các sự thật gì là sự thật đúng trên thế giới và điều gì là cái điều mà chúng ta nên làm. Và dần dần khi mà chúng ta đã nhận ra được những cái điều gì là những cái điều đúng, thực sự như thế nào mới là hạnh phúc hay thực sự như thế nào mới là tự do, thì chúng ta sẽ có thể là thực hiện các cái công việc đó mà chúng ta không cần phải đặt vào đó những cái cảm xúc tiêu cực mà trong chủ nghĩa khắc kỷ họ cũng nhắc đến. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về một số cái định nghĩa. Đối với cái định nghĩa về tự do tài chính thì hôm nay chúng ta sẽ thử phân biệt ra thành hai cái. Thứ nhất là tự do là gì, và thứ hai là chúng ta định nghĩa xem là tự do tài chính là gì, để xem chúng ta có thể là đặt ra những cái hành động gì để thực sự là có đạt được cái sự tự do tài chính. Thế thì đầu tiên, tự do là gì? Tôi nghĩ rằng là tự do không phải là chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta muốn. Đương nhiên là chúng ta sẽ biết rằng có những cái điều nó là vô đạo đức. Chúng ta không làm những cái việc để làm tổn hại đến những người khác. Chúng ta không làm những cái việc mà có thể khiến cho người khác mất tiền hay khiến người khác bị đớn đau. Và đương nhiên là vì chính cái định nghĩa như vậy, cho nên là cái sự tự do ở đây đó là chúng ta được làm những cái thứ mà đúng so với những cái thứ mà chúng ta đã định nghĩa. Và những cái điều đó là những cái điều thuận tự nhiên, và chúng ta không cần phải đặt những cảm xúc mà gọi là những cảm xúc phá hủy ở bên trong cái chủ nghĩa khắc kỷ đã nhắc đến. Ví dụ như là chúng ta ham muốn, chúng ta lo sợ, chúng ta cần sự chấp nhận của người khác, vân vân. Và những cái cảm xúc phá hủy như vậy thì nó sẽ không giúp cho chúng ta để có thể tìm được đến một cái sự tự do. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn lại, thế thì tự do là gì? Tự do đến được từ cái khả năng của một người có thể tìm ra được cái logic, có khả năng để lập luận, để tìm ra được cái sự thật của thế giới. Và khi mà chúng ta sống được đúng với cái sự thật của thế giới đó thì chúng ta đang sống với một cuộc sống tự do. Và cái này rất là quan trọng ở một cái điểm ấy, đó là các bạn sẽ phải tìm được ra đúng cái sự thật mà các bạn định nghĩa được đúng với bản thân mình. Và khi mà chúng ta sống được đúng với cái định nghĩa tự do mà bản thân chúng ta đã lý luận ra và chúng ta có thể đặt ra được cho bản thân mình ấy, thì lúc đó chúng ta được sống tự do. Và đây mới là cái định nghĩa sống tự do đúng. Vậy thì tự do là gì? Vậy thì tự do tức là chúng ta được sống với cái đúng mà chúng ta đang muốn làm. Ví dụ như là trong công việc, tôi muốn làm ở một công việc mà tôi có thể thực sự tạo ra được giá trị cho xã hội. Vì tôi tin rằng sự thật của thế giới ấy, đó là mỗi người của chúng ta có một cái khả năng riêng. Mỗi người của chúng ta có một cái trí thông minh đã được, có thể là được ban sẵn với những cái kiến thức mà chúng ta học được qua năm tháng. Và với những cái khả năng đó thì tôi muốn tạo giá trị cho người cuối cùng. Tôi không tin rằng cái nơi làm việc chỉ đơn giản là một nơi để kiếm tiền, hay là chỉ một nơi để chúng ta làm các cái việc gọi là chính trị tại công sở. Và những cái đó là những cái thứ hết sức là mệt mỏi. Và nếu mà chúng ta không nhìn ra được cái sự thật đó thì chúng ta đi làm chúng ta sẽ cảm thấy rất là tù túng, chúng ta bị kìm kẹp tại nơi làm việc. Và khi mà chúng ta đi làm mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta mong muốn được gặp sếp, chúng ta mong muốn được ngồi với những đồng nghiệp. Tại sao? Tại vì họ là những người mà chúng ta cùng nhau muốn để tạo ra giá trị thông qua cái việc là cái công ty đó hay là cái tổ chức đó có thể tạo ra một sản phẩm mang lại giá trị cho xã hội. Và nếu mà chúng ta đang chỉ đi làm đơn giản để chỉ là kiếm tiền thì chắc chắn rằng ấy, là chúng ta sẽ không đang sống một cuộc sống tự do. Chúng ta cảm thấy rằng là mệt mỏi khi mà sáng thứ hai đến, và chúng ta cảm thấy là vui mừng khi mà
thứ sáu đến và cuối tuần đang đến để chúng ta có thể nghỉ và chúng ta không phải đi đến cái nơi mà không làm cho chúng ta cảm thấy tự do nữa. Và đối với tôi ấy, thì đó mới là cảm xúc tự do, khi mà chúng ta được làm cái chúng ta muốn. Vậy thì đi xa hơn một chút, chúng ta sẽ đi đến cái việc là vậy thì tự do tài chính có nghĩa là gì. Tôi tin rằng nếu mà các bạn đã hiểu được cái định nghĩa tự do là trong cuộc sống là gì rồi thì chúng ta cũng sẽ thấy được khá rõ ràng cái việc tự do tài chính có nghĩa là gì. Tự do tài chính có nghĩa là chúng ta loại bỏ được hết tất cả những cảm xúc tiêu cực đối với đồng tiền. Chúng ta cảm thấy là chúng ta không bị kìm kẹp bởi đồng tiền. Có thể đồng tiền đó đến từ việc là các bạn phải đi làm. Chúng ta không bị kìm kẹp bởi việc là chúng ta phải đi làm để chúng ta phải kiếm tiền. Hay là chúng ta cảm thấy không bị kìm kẹp về cái việc là chúng ta cần phải sở hữu một cái khối lượng tài sản như thế nào đó. Vì tất cả những cái đó nó làm cho các bạn cảm thấy mất tự do. Ngược lại, khi mà chúng ta suy nghĩ về việc thế thì vậy thì tự do tài chính có nghĩa là gì? Thế thì tự do tài chính có nghĩa là một phần ở trong sự tự do của cuộc sống của các bạn nói chung. Vậy thì tự do tài chính có nghĩa là chúng ta sẽ thoải mái, không phải lo về tiền. Chúng ta có thể làm được những cái mà chúng ta muốn. Và có một cái hiểu lầm trong tự do tài chính, đó là các bạn phải kiếm được một cái lượng tiền đủ lớn để các bạn có thể không cần phải đi làm nữa. Nhưng mà tôi cho rằng cái suy nghĩ đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Tự do tài chính thực ra là chúng ta cũng đã thấy được rằng ấy, cái sự thật của cuộc sống đó là mỗi người chúng ta có khả năng để chúng ta tạo giá trị. Bản chất của con người là có thể tạo giá trị để giúp người khác. Chúng ta sống với nhau để giúp giữa người với người. Chúng ta không thể nào mà sống chỉ cho tồn tại cho riêng chúng ta. Chúng ta không thể tồn tại dưới dạng một cá thể, mà chúng ta đang tồn tại trong một xã hội con người, mà con người tạo giá trị giúp cho con người. Và qua đó chúng ta tạo ra được giá trị đồng nghĩa với việc là chúng ta làm ra tiền. Và miễn là các bạn còn khả năng để các bạn tạo giá trị thì các bạn còn khả năng để các bạn có thể xây dựng được một cuộc sống tự do tài chính tốt. Và thế thì vậy thì trong cuộc sống tự do tài chính mà chủ nghĩa khắc kỷ ấy, ở đây ấy, thì tức là chúng ta sẽ phải có những cái định nghĩa rõ ràng, như là tôi vừa chia sẻ về cái việc là chúng ta nên sống thoải mái, chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn có thể tạo giá trị, chúng ta biết rằng là chúng ta đi làm để chúng ta enjoy. Vậy thì các cái biểu hiện của cái chủ nghĩa khắc kỷ ở trong cái cuộc sống tự do tài chính ấy, đó là gì? Thì thứ nhất ấy, đó là chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ những cái cảm xúc tiêu cực bên trong cái câu chuyện tài chính. Thế thì cái cảm xúc tiêu cực đó là gì? Ví dụ như là chúng ta tham lam. Chúng ta tham lam vì chúng ta muốn có một cái số tiền nào đó. Thế thì thực ra chúng ta nên hỏi câu hỏi là thế thì chúng ta cần sở hữu số tiền lớn như vậy để làm gì? Khi mà chúng ta đào sâu ra thì chúng ta có thể thấy rằng là có thể chúng ta đến từ việc là chúng ta có những cảm xúc khá là tiêu cực. Ví dụ như là chúng ta đố kỵ. Chúng ta cảm thấy người khác có nhiều tiền và chúng ta muốn có nhiều tiền như họ, hay chúng ta muốn có nhiều tiền hơn họ nữa, thì cái sự đố kỵ đó không thực sự mang lại hạnh phúc cho bạn. Hoặc là tiếp theo, chúng ta có thể là muốn kiếm được nhiều tiền, nhưng mà thực sự là khi mà kiếm được nhiều tiền như thế, chúng ta mua những cái món đồ mà để chúng ta không thực sự mang lại hạnh phúc cho chúng ta, mà nó chỉ là những cái món đồ để đi tìm, đi cầu cứu một cái sự chấp nhận của người khác. Chúng ta mặc trên người những cái món đồ hiệu, chúng ta mong là người khác nể trọng chúng ta vì chúng ta đang sử dụng những món đồ hiệu đó. Vậy thì chúng ta đang không tự do vì chúng ta đang bị kìm kẹp cái cảm xúc của bản thân vào một cái món đồ, và bị kìm kẹp cảm xúc của chúng ta vào cái sự chấp nhận của người khác. Và hoàn toàn những cái thứ đó nó không tìm được tự do. Và tệ hơn nữa, có một cái điểm mà tôi thấy rằng ấy, đó là rất là nhiều người trong số chúng ta đang bị, đó là chính vì cái sự đố kỵ và cái sự đi tìm sự chấp nhận của người khác đó mà chúng ta đang không sống đúng với cái khả năng của bản thân. Tức là các bạn có thể kiếm 100 triệu một tháng, nhưng các bạn sẽ tiêu như thể là các bạn đang kiếm 200 triệu một tháng. Thậm chí là tôi gặp những bạn có thể lương chưa đến 20 triệu một tháng, nhưng mà đã mua ô tô, vay tiền để mua ô tô, để có thể là có một cái xây dựng một cái hình ảnh của bản thân hay một cái biểu hiện của bản thân để đi tìm sự chấp nhận của người khác. Và đó là việc làm hoàn toàn sai. Cái sống đúng của chúng ta, cái chủ nghĩa sống đủ, hay là còn gọi là minimalism, hay là sống tối giản ấy, đó là chúng ta hãy sống đủ với chính những cái mà chúng ta làm ra. Các bạn kiếm được 100 triệu, ok, các bạn hãy tiêu với một cái mức tiền là 50-60 triệu. Số tiền còn lại các bạn có thể đầu tư, các bạn có thể tiết kiệm để các bạn xây dựng sức khỏe tài chính sau này cho bản thân mình. Còn nếu mà các bạn chỉ đang kiếm được 15 triệu thì chúng ta hãy tiết kiệm đi 5 triệu, 6 triệu, chỉ tiêu số tiền còn lại thôi. Đừng tiêu quá cái khả năng của chính bản thân mình. Và thế như thế thì chúng ta mới đang sống đúng với cái tự do của chúng ta. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng là tôi muốn chia sẻ một cái góc nhìn rất là quan trọng trong cái việc là làm thế nào để chúng ta xây dựng được tự do tài chính đứng từ góc độ của chủ nghĩa khắc kỷ.
Thế thì cái sự tự do ở đây đối với tôi ấy, đó là chúng ta xây dựng được những cái quy tắc của riêng mình. Và trong tự do tài chính thì đó là một cái kế hoạch tài chính rất là rõ ràng. Và trong cái video trước đây thì tôi cũng đã chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta có thể xây dựng một cái kế hoạch tự do tài chính trên file Excel. Và khi mà chúng ta đã lên được cái kế hoạch tài chính này rồi thì chúng ta biết rằng ấy, đó là mỗi tháng chúng ta cần phải đầu tư bao nhiêu cho những cái mục tiêu gì của bản thân. Và khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta có một kế hoạch rõ ràng như vậy thì chúng ta có thể thực hiện tất cả những cái hành động của mình dựa trên cái kế hoạch đó. Và cái đó là cái mà chúng ta nên tôn trọng nhất. Và sống như vậy mới là cái tôn trọng được cái sự tự do của bản thân. Và lần tới khi mà các bạn đi mua một cái món đồ gì đó, kể cả nó sale off 50%, các bạn cũng sẽ có thể là thản nhiên bỏ qua. Vì các bạn biết rằng là nếu mà các bạn mua món đồ đó, các bạn đang tự xâm hại vào cái kế hoạch tự do của bản thân mình. Hay lần tới những người bạn rủ đi du lịch ở một nơi xa, tốn rất nhiều tiền, nhưng mà các bạn nhìn lại cái kế hoạch tài chính của các bạn không cho phép các bạn vào thời điểm này đi du lịch ở cái chuyến đi đó. Thế thì khi mà chúng ta làm theo đúng những cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra và chúng ta xây dựng được một cái thói quen ấy, đó là làm được đúng kế hoạch và có kỷ luật để làm theo kế hoạch đó, thì thực sự lúc đó chúng ta mới tìm được tự do. Và một cái điểm nữa trong cái chuyện tự do ấy, đó là chúng ta không nên đầu tư dựa theo lòng tham, hay chúng ta không nên đầu tư vào các cái sản phẩm mà ngoài cái khả năng đầu tư của chúng ta. Và cái điểm này là cái điểm mà rất là nhiều người bị gặp phải khi mà họ quá tham lam, khi mà họ bị FOMO, họ bị những người khác xui đầu tư vào một món đầu tư nào đó mà ngoài khả năng của họ, có thể là ngoài khả năng đầu tư khi mà ví dụ như là không biết đầu tư vào chứng khoán nhưng mà vẫn đi đầu tư chứng khoán, hoặc là không có đủ tiền nhưng vẫn vay tiền để đầu tư. Nếu đó đều là những cái việc mà chúng ta đang làm ngoài khả năng của chúng ta. Và khi mà chúng ta làm ngoài khả năng, chúng ta bắt đầu bị hiểu sai về cuộc sống. Và từ những cái hành động sai như thế thì chúng ta sẽ bị mất tự do. Và tôi mong rằng là trong cái video này thì các bạn có thể thấy được đâu đó một cái kế hoạch hành động, một cái kỷ luật hành động cần thiết phải có để chúng ta có thể tìm được tự do tài chính thông qua cái cách suy nghĩ về chủ nghĩa khắc kỷ. Và thực ra cái này nó sẽ đòi hỏi các bạn phải rèn luyện tâm trí khá là nhiều, và để các bạn có thể chọn những cái hành động đúng và gạt đi những cái hành động mà không đúng. Tuy nhiên là tôi tin rằng là qua thời gian thì chúng ta sẽ đều có khả năng để có thể là làm được những cái thứ là được phục vụ cho được đúng cái kế hoạch của bản thân mình. Và chỉ khi đó thì các bạn mới có thể là sở hữu được cái sự tự do mà các bạn hằng mong muốn. Và tôi mong rằng là cái video này có thể là giúp cho các bạn nhìn ra một cái góc độ mới về tự do tài chính. Và chúc các bạn có thể là xây dựng được cái kỷ luật hành động của mình để thực sự là tìm ra được sự tự do trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn.